Xin chào quý chị. Hôm nay Lộc về chiếc Mercedes E200 Exclusive sản xuất 2022, bảo hành đến 2025, còn rất mới, chỉ mới di chuyển 7.500 cây. Đây là một trong những cái chiếc xe mà đáng và rất đáng để có thể mua và sử dụng nha quý anh chị. Cho nên hôm nay Lộc sẽ chia sẻ video này, chiếc xe nó chất như thế nào, đẹp như thế nào thì mọi người cùng đón xem video của Lộc. Và đặc biệt mọi người nhớ đăng ký kênh của Lộc để theo dõi những video mới nhất của Lộc và những chiếc xe về, để mọi người có thể nhanh tay chọn lựa những cái chiếc xe chất nhất ở bên Good Car của Lộc nhé. Đây là chiếc Mercedes E200 Exclusive sản xuất 2022, có bảo hành đến 2025. Và Lộc quay cho anh chị thấy chiếc xe nó còn mới như thế nào ha. Như một chiếc xe mới quý anh chị ạ. Xe chỉ mới di chuyển có 7.500 cây. Và yên tâm nhất là chúng ta còn đến bảo hành 2025, còn đến hơn 2 năm nữa quý anh chị. Đó, quay cho quý anh chị thấy chiếc xe nó mới. Chiếc xe của chúng ta thì là màu đen và nội thất nâu ha. Đằng sau này, xe Mercedes E200 thì hết sức là sang trọng và đẳng cấp, cũng như là êm ái. Quay một vòng xong rồi Lộc sẽ chia sẻ về bốn cái nâng cấp mới trên cái chiếc Mercedes E200 Exclusive 2022 này cho quý anh chị. Phần đầu xe sang trọng, đẳng cấp và cổ điển, rất phù hợp cho quý anh chị muốn hướng đến sự êm ái. Cái nâng cấp đầu tiên mà trên phía trước đó, chúng ta thấy đó chính là camera 360 độ ha. Đây, camera 360 độ. Thiết kế bên ngoài thì vẫn như cũ thôi, nhưng mà chỉ có những cái nâng cấp mới. Đó. Rồi, chúng ta bên hông một cái nâng cấp nữa, đó chính là cảnh báo điểm mù của anh chị. Vừa rồi thì chúng ta thấy camera 360 độ cũng là những cái tính năng để giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn ha. Rồi thêm cái cảnh báo điểm mù là càng an toàn nữa. Cảnh báo điểm mù này quý anh chị thấy không ạ? Cái ký hiệu của cái cảnh báo điểm mù ha. Rồi, và bên trong nữa chúng ta có cái gì? Bên trong nữa, nội thất này, nội thất mới, cực kỳ mới luôn mà, mới di chuyển có 7.500 cây. Không khác gì một chiếc xe mới ạ. Cho nên là mua một chiếc xe này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Thêm một nâng cấp nữa này quý anh chị, đó chính là loa bấm master đến 13 loa. Loa bấm master thì quý anh chị biết rồi, nghe cực kỳ là chất ngất luôn ha, cực kỳ là chất lượng. Bên trong nội thất như mới vậy quý anh chị ha. Cùng với Lộc chạm vào đây. Mình chạm vào này. Đó. Chạm vào đi quý anh chị. Này, nội thất này, đó, ghế này, ghế người lái mà mới như thế này này quý anh chị. Như một chiếc xe mới ha. Đó, như một chiếc xe mới. Cái này là dơ thôi nha. Rồi, vô lăng thể thao chưa ạ? Nội thất bên trong mới lắm. Khi mà mua chiếc xe này thì Lộc thấy là quý anh chị sẽ tiết kiệm được một số tiền đến tầm hơn 500 triệu luôn. Đây là một số tiền khá là lớn trong cái thời gian này ha. Mà chiếc xe này thì giống như một chiếc xe mới nữa thì ngại gì đúng không quý anh chị? Thôi, một nâng cấp cho sự tiện nghi nữa là sạc không dây ha. Khi có cái sạc không dây này rồi, quý anh chị sử dụng điện thoại trên xe rất là tiện nghi. Đó là bốn cái nâng cấp mà Lộc vừa chia sẻ đến với quý anh chị. Thứ nhất đó là camera 360 độ. Thứ hai, cảnh báo điểm mù. Thứ ba, loa bấm master. Và thứ tư đó chính là sạc không dây. Chúng ta cùng ra phía sau chiếc xe coi. Trên chiếc Air này thì chúng ta đã có tính năng Keyless Go trên bốn tay nắm cửa rồi. Và cửa thì cửa hít nữa. Cho nên là hướng đến cái sự sang trọng, êm ái. Cảm giác lái của xe này thì rất êm ái. Và cảm giác mà chúng ta ngồi trong chiếc xe cũng cực kỳ êm ái đó, mọi người. Lộc thấy cái chiếc xe này
khá là ổn, khá là tốt. Và một cái chiếc xe lướt mà như mới thế này thì quý anh chị chọn lựa hết sức là phù hợp á. Thì Lộc chia sẻ đến video này cho quý anh chị. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ với Lộc và nhớ đăng ký kênh của Lộc để nhận những video tiếp theo và những chiếc xe mới hơn nữa, chất hơn nữa nhá quý anh chị.